Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là YouTube Mèo đây. Và hôm nay, chủ đề về clip này mình sẽ nói về cái update, chuẩn bị update trong tháng 10 này. Hình như là ngày 3 tháng 10. Thì về update lần này có cái gì? Có một cái điểm mới, và điểm cực kỳ mới và cách chơi mới. Đó là một thể loại chơi kiểu là rất down. Nó khác hẳn so với tất cả những gì mà chúng ta chơi từ trước giờ. Và cái thể loại này chơi thế nào thì chúng ta qua đã từng xem cái kiểu chơi của bóng bầu dục ở Mỹ. Thì cách chơi của cái này cũng vậy, nó áp dụng trong kiểu trò chơi này cũng vậy. Tức là chúng ta sẽ có không có trụ gì hết, không có làm gì hết. Đây là một sân chơi giống kiểu sân bóng bầu dục. Và nhiệm vụ chúng ta là thế nào mà chúng ta thả quân và điều quân như thế nào để cho nó có thể tiến với làn của đối phương. Làn đối phương mà chúng mình đã khoanh tròn trên màn hình đã khoanh tròn rồi đấy. Ở bên có hai làn đấy. Thì trong 3 phút đấy cũng chúng ta càng tiến được đến làn của đối phương càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Và khi một kết thúc mỗi lần tấn công mà chúng ta đạt được một lần về đích thì chúng ta sẽ kết thúc một vòng. Nhưng mà trong một vòng đấy thì chúng ta sẽ đánh trong vòng 3 phút, và khi mà hết thúc 3 phút thì chúng ta vẫn có một thời gian để áp thêm hình như 3 phút để chúng ta đánh khi nào mà có sự chênh lệch về điểm số. Còn nếu không hết cái hốt dài hết thời gian mà chúng ta không có sự chênh lệch đấy thì chúng ta sẽ hòa thôi. Và bây giờ các bạn có thể xem là họ đánh như nào. Và một lưu ý nữa là mình có thể nói ra đây, đó là việc hai cái thể loại này thì sẽ không có một có sẽ có một vài thẻ không được chơi ở trong đây, đó chính là Hawk này, Mega Knight, một vài thẻ nữa mà mình không nhớ. Một điểm nữa là cái việc mà chúng ta thả quân thì chúng ta chỉ được thả ở vị trí ở con Goblin trọng tài. Goblin trọng tài tức là nó nằm ở giữa ấy. Thả quân thì nằm từ giữa Goblin trọng tài về phía chúng ta. Từ còn lại thì với dự spell thì các bạn thả thoải mái. Tuy nhiên thì chỉ quân thì các bạn chỉ thả được từ đầu đến giữa sân thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem họ đánh như thế nào. Oh,
Presents a big threat that has to be responded to. Bandit dashes out on that right side to kill the executioner, and that's a good exchange for Team Despacito. And we are in sudden death overtime right now. It's 1-1 in this round. This is huge right now, so the next team to score a touchdown will pick up this victory. Elite Barbarian is played right in the middle of the arena. Whoa. Can Sparky charge up fast enough? Battle ram. No, too slow. Elite Barbarians and a battle ram crash into the mortar, and they're about to cross the finish line. That's going to be it. Oh, look at the spear goblins. Oh, just too much coming that in through. OP rocket. The BM rocket. You subscribe to Nobby's Beat?